Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình. Và cùng nhau móc tiếp cái bịt mắt để mà mình đi ngủ nha. Đây. Chúng ta chỉ mới mắc được có chưa được hai hàng nữa hả? Chúng ta cứ móc từ từ thông thả những mũi như thế này nè. Các bạn có thể thấy nhé. Thì nó cũng khá là phức tạp đấy. Sau mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái hoa tulip này nha. Cũng khá là đẹp luôn. Chỉ là nỗi nhớ mãi đằng sau cuộc tình đã vỡ. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả bầu trời thương nhớ. Nỗi đau thổn thế chỉ là nhói thêm một chút. Chỉ là nước mắt rớt rưng rưng. Nhìn về kia cố xoa đi đoạn đường hôm qua. Rồi là trời mây nắng ngàn đã lộ tan vỡ. Đó, các bạn cứ móc từ mỗi móc đơn như này. Đây. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Cần nhau kéo nhưng lại cần xa cách nhau. Lời ông nói đâu này chết lặng giữa trời mây. Còn mình ông nói đắng cay riêng mình. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ. Buồn biết mấy nhưng là chẳng thể nói ra. Mình hát tào lao bị đảo, mọi người đừng có để ý nha. Mình không biết nói gì hết thì mình hát thôi. Kiểu vậy đó. Một mũi nữa nè. Sau đó chúng ta sẽ kế thang lại. Vậy là mình đã xong một cái hàng này rồi nè các bạn. Mình có thể thấy nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lên một móc. Móc đơn tiếp theo. Baby Kajima. Chúng ta có thể làm những họa tiếp thêm nữa ha. Kiểu mình sẽ làm hai con mắt nha. Kiểu như mình đang làm hình dạng con gà đó. Thì mình có thể thêm hai con mắt nữa. Nhưng mà các bạn biết sao không? Mình mà thêm hai con mắt nữa thì nó sẽ phải giãn. Nó phải cong kinh hơn. Nhưng nó đẹp hơn nhưng mà nó cong kinh ấy. Nên mình để mình coi. Có lẽ là mình sẽ không làm. Kiểu bịt mắt thì thôi, khỏi cần đẹp cũng được. Đối với mình là như vậy. Chúng ta đi từ từ, từ mũi một nhé. Đấy. Từ mũi như này để mình có thể lên hàng thứ hai nhé. Khá là dễ dàng ha các bạn. Chúng ta cần móc từ mũi á, móc đơn này. Móc nhận một móc đơn như thế này. Quả ơi là dễ dàng luôn ha. Đây, các bạn có thể thấy được ha. Nhận một móc đơn. Từ từ như này.
cũng khá là dễ đúng không các bạn? Đó, những mũi móc đơn nha. Rồi, tới đây chúng ta sẽ thêm vào hai mũi. Tổng cộng chỗ này chúng ta sẽ móc 6 mũi này. Các bạn có thể thấy đó, các con nhất này chúng ta sẽ móc 6 mũi. Đây. Các bạn có thể thấy được không? Đây nè này. Những mũi móc của chúng ta nhìn nó cũng khá là đấy. Các bạn cứ móc từng mũi như này nhé, để mình có thể được lên được hàm tiếp theo đó. Ta là tiếp tục móc những mũi móc móc đơn ha. Những mũi móc đơn này các bạn. Chúng ta đi từng mũi như này khá là đẹp ha các bạn. Này các bạn có thể thấy được cái đường rất là đẹp luôn. Cứ móc dần như vậy nhé. Khi nào mà mình lên kêu tăng mũi thì các bạn sẽ tăng nha. Qua đây mình sẽ tăng 2 mũi này. 1 này. 2 này. Tiếp tăng ở đây nữa này. 1 này. 2 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt hàng và nổi lại nhé. Nổi lại. Đó, vậy là chúng ta lại được hàng tiếp theo. Các bạn có thể thấy.